Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Go farther than you ever thought possible in a new fuel-efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Thanh Tâm và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều phát hành live trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV băng tần 56.10 trên trang nhà lidosaigontv.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên Facebook và YouTube. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 29 tại tháng 7 năm 2022, và cũng như thường lệ thì bản tin tổng hợp chiều bao gồm bản tin Việt Nam, tin quốc tế và tin Hoa Kỳ. Sau đây Thanh Tâm và Lê Thái xin điểm qua một vài thông tin nổi bật ở phần tin Việt Nam, xin mời quý vị cùng theo dõi. Cấp xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai kháng cáo, không chấp nhận lời buộc tội. Ba nhân viên CDC Nam Định cắt xén sinh phẩm bán lại cho Việt Á. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị theo dõi cùng Thanh Tâm. Cảm ơn Lê Thái. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Việt Nam. Cấp xác nhận nơi sinh cho người Việt mang hộ chiếu mẫu mới tại Đức. Liên quan đến việc Đức không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, nay thì Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã thông báo trên website cho biết sẽ cấp miễn phí xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu, nhằm tạo điều kiện cho công dân được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với giới chức sở tại. Tuy nhiên, thông báo cũng nêu rõ, người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh cũng như là giấy khai sinh hoặc là hộ chiếu trước đây. Thông báo được đưa ra sau khi Đại sứ quán Đức ở Việt Nam vào ngày 27 tháng 7 đã cho biết, những người mang hộ chiếu phổ thông Việt Nam màu xanh tím than theo mẫu mới có số series bắt đầu bằng chữ P sẽ không thể nộp hồ sơ xin thị thực loại C hoặc là D để nhập cảnh vào Đức do thiếu thông tin về nơi sinh, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra và xác minh. Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1 tháng 7 được cho là có thiết kế tỉ mỉ. Trên mỗi trang là hình ảnh phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng như là Vịnh Hạ Long, Kinh Đô Huế, Đền Hùng, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn, Bến Nhà Rồng, Cột Cờ Lũng Cú. Người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai kháng cáo không chấp nhận lời buộc tội. Kính thưa quý vị, hôm ngày 29 tháng 7 vừa qua, ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, người đứng đầu tỉnh thất Bồng Lai, đã nộp đơn kháng cáo bản án mà Tòa án huyện Đức Hòa, Long An đã phạt ông 5 năm tù với tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Trong đơn kháng cáo, ông Vân cho rằng mình già nua không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng và kể cả lúc khách tới thăm. Bản thân không biết bấm điện thoại hoặc sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tụ tập, nên không có hành vi lợi dụng dân chủ hoặc xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức hay cá nhân. Ông Vân cũng cho biết, ông không mạo danh Đức Phật và không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Bản thân ông là một số người ở tỉnh thất Bồng Lai là nạn nhân bị làm nhục và vu khống trong thời gian dài. Ông Vân đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử không phạm tội, trả tự do, đình chỉ vụ án. Liên quan đến vụ án, truyền thông trong nước cũng đưa tin, hôm ngày 28 tháng 7, bà Lê Thu Vân, 65 tuổi, bị truy nã trước đó về cùng tội danh, đã ra đầu thú và được tại ngoại do sức khỏe yếu. Công an tỉnh Long An cũng vừa tạm đình chỉ điều tra dấu hiệu của tội bạo loạn luân, lừa đảo của nhóm bị cáo trong việc nhận tiền quyên góp từ thiện do hết thời hạn. Và đã có 3 nhân viên CDC Nam Định cắt xén sinh phẩm bán lại cho công ty Việt Á. Vào hôm 29 tháng 7, Công an tỉnh Nam Định đã cho biết,
quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 nhân viên tại khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Nam Định về tội tham ô tài sản. Những người bị khởi tố bao gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, 35 tuổi, kỹ thuật viên xét nghiệm, Lâm Thị Hà, 33 tuổi, là nhân viên khoa xét nghiệm và Vũ Thị Yến, 47 tuổi, là nhân viên khoa xét nghiệm. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 3 người trên đã cắt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho công ty Việt Á nhằm mục đích lấy tiền chia cho nhau. Thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỷ đồng, có nghĩa là hơn 43.000 Mỹ Kim. Liên quan đến vụ án này, hiện nay thì cơ quan cảnh sát điều tra Nam Định đã khởi tố tổng cộng 8 bị can có liên quan và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, tập đoàn Mỹ AES dự tính làm trang trại điện gió trị giá 13 tỷ Mỹ Kim tại Việt Nam. Tập đoàn năng lượng AES có trụ sở tại Hoa Kỳ có kế hoạch phát triển một trang trại điện gió lớn ngoài khơi của Việt Nam và có khả năng giúp tăng gấp đôi công suất điện gió của quốc gia Đông Nam Á này. Theo Reuters, trang trại điện gió ước tính trị giá là 13 tỷ Mỹ Kim với tổng công suất là 4.000 MW sẽ được xây dựng ngoài khơi của tỉnh Bình Thuận, miền Trung của Việt Nam. Trên trang tin chính thức, Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, tập đoàn AES đã đề xuất ý định thư với Phái đoàn Việt Nam trong khuôn khổ hội nghị Đối thoại thường niên an ninh năng lượng Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 27-28 tháng 7 tại thủ đô Washington ở Hoa Kỳ về mong muốn triển khai dự án điện gió với mong muốn đóng góp vào kế hoạch giảm phát thải carbon của Việt Nam để đạt được mục tiêu cam kết tại hội nghị COP26 với công suất điện gió hiện nay vào khoảng 4.000 MW. Việt Nam đặt mục tiêu tăng công suất lên tới 11.700 MW vào năm 2030 và 66.000 MW vào năm 2045 tại cuộc đối thoại. Và các phái đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ cũng đã thảo luận chi tiết về tương lai của những công nghệ năng lượng sạch khác như hydrogen, thưa quý vị, pin lưu trữ và điện hạt nhân. Và thông tin cuối trong phần tin Việt Nam, bị phạt vì cởi áo ngực chơi múc nước trên biển để được thưởng lớn. Liên quan đến vụ việc tổ chức trò chơi phản cảm trên bãi biển Cửa Lò ở Nghệ An, có thông tin cho rằng đội thắng cuộc sẽ được trao giải thưởng lớn. Do đó, nhiều phụ nữ đã bất chấp cởi áo để ghi điểm. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 27 tháng 7, một công ty ở Phú Thọ có tấm biển quảng cáo là Phong Thủy Family Như Nguyện, nơi dừng chân có sức khỏe, hạnh phúc, tiền bạc, đã tổ chức cho nhân viên của mình tham gia các trò chơi trên biển Cửa Lò, Nghệ An. Trong số trò chơi này, có trò tiếp nước biển bằng cách dùng áo khoác, khăn, nón để múc nước biển. Tuy nhiên thì một số phụ nữ đã chịu chơi, cởi luôn áo ngực ra để múc nước biển. Nhất là khi có tiếng cổ vũ từ người dẫn chương trình thông báo ai cởi áo ngực thì được thưởng thêm tiền. Một clip quay cởi áo này đã được đưa lên mạng xã hội, gây bất bình trong dư luận. Chính quyền thị xã Cửa Lò đã yêu cầu người tổ chức công ty này công khai xin lỗi trước sự việc phản cảm nơi đông người. Riêng người tổ chức trò chơi trên thì bị xử phạt hành chính là 400.000 đồng, chưa đến 20 Mỹ Kim, thưa quý vị. Vừa rồi là phần tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Lê Thái và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin thế giới.